Vâng, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại Neo Garden ở Yên Dũng, Bắc Giang. Tôi có nghe thông tin về cây si đồng tiền đạt giải vàng quốc tế đã được Neo Garden mua về. Hôm nay tôi có đến Neo Garden để ghi hình cho mọi người cùng xem cái cây si đồng tiền này và những cái cây bonsai khác trong vườn. Sau một năm thì vườn này đã thay đổi đột phá và thay đổi rất nhiều thứ. Chúng ta có thể theo dõi trong video này. Đây là cái không gian của Neo Garden. Tôi sẽ đi quay chi tiết từng tác phẩm sau. Và bây giờ tôi sẽ tập trung vào cây si đồng tiền. Đây là cây si nổi tiếng trên thế giới. Có rất nhiều những đoàn khách trên khắp thế giới đã đến Đài Loan để chiêm ngưỡng cây này. Và cái cây si đồng tiền này đã được chú Đinh Hồng Phong mua về từ Đài Loan. Chú đứng vào cây cháu nhờ đi, xem cho mọi người xem cái chiều cao, chiều lớn của cây. Vâng, chú Tuấn thì chú cao 1m68. Nhưng mà đứng cạnh cái bẻ thì đúng cái miệng bẻ đến cổ chú ấy. Hơn thế ạ? Hơn mét. Cô này to hơn gấp mấy mình này, cô này đứng khả năng là không ấy, cô cứ vào cái mình nhìn thấy. Chị thử vào chứ nào. Đấy, người đẹp đấy. Người ta đã chơi cái to từ bao giờ mình. Người đẹp xấu hổ không dám. Cây to thật. Để vào nhà hay là đâu nó cũng ở một bể thế của cây. Luôn nhất đẹp tự nhiên. Cây này cao hơn 2m, cái bè. Không tính cái bè của nó vẫn là tầm cỡ đấy. Thì cái ngọn vẫy rồi thì cái ngọn nó kia tầm cỡ độ 28. Ở đây chúng ta thấy gốc côn. Gốc to ngọn nhỏ, côn từ gốc đến ngọn. Và đến từng tay cành cũng rất côn. Và chúng ta cùng xem cái lá của cái si đồng tiền này. Lá tròn, dày, nhỏ như đồng tiền xu ấy. Và rất nhiều trái ấy. Cây rất lớn. Ước tính chiều dài của cái bông tán này kéo dài từ đầu bên này bẻ sang bên kia bẻ là nó rơi vào khoảng 4 đến 5 mét. Chiều rộng thì rơi vào 3,5 mét. Vâng, chúng ta sẽ đi ra bên ngoài này để nhờ ông chủ vườn, ông ấy giới thiệu về cây. kể cả người này. Đó là một cái nếp gọi là văn hóa tất cả những cây trùng mà không bỏ một tí gì vào cây thông, cây thông đen không bỏ một cái răm nào, chỉ có cái nào là chết người ta phải chấp nhận. Ông có thể chia sẻ một chút về những cái tác phẩm ở trong vườn này đúng không? Đây, giờ mình chỉ có chia sẻ một số các cái tác phẩm ví dụ như là của người Nhật. Vâng. Đó, thì cái phong cách riêng. Ví dụ như đây mình đi ra ngoài này là nó mình nói là nó dễ cảm nhận hơn. Vâng. Theo cái nếp sống văn hóa của người Nhật ấy. Vâng. Đấy, là khi người ta làm một cái tác phẩm này là cái người nghệ nhân ấy, người ta đã tất cả những cái tâm lượng của người ta vào, hoặc là cái văn hóa của người Nhật là bao giờ cũng rất tôn trọng người cắm cây. Nghĩa là người ta suy ra làm ra cái tác phẩm này đã, người ta đã cúi chào mình trước rồi. Mình đến là cái tác phẩm này người ta đã cúi chào mình. Nên là tất cả các tác phẩm của người Nhật đều cúi như thế hết, không có một tác phẩm nào không. À. Đấy là một lớp nếp văn hóa của người Nhật. Vâng, vâng. Đấy, còn ngoài ra thì người Nhật người ta cũng làm các cái tác phẩm, người ta cũng thuận theo tự nhiên nhiều hơn mình. Vâng. Vì nó phải thuận theo khoảng độ tầm 80% là theo tự nhiên. Có người ta chỉ can thiệp, có can thiệp vào nhưng mà can thiệp khoảng độ 2-3% thôi. Chứ người ta không phải là can thiệp 100% như Việt Nam mình hay can thiệp. Thế nhưng người ta đấy là cái nét riêng của người Nhật là như thế thôi. Đấy còn thì cũng không đó là một nét văn hóa hay mà ông. Đấy là một nét văn hóa. Ông có thể chia sẻ về cái phong cách làm cây của họ được không? Ông có biết chút nào về cái phong cách của họ? Cái phong cách thì mình cũng không nắm được. Thực ra là đi từng chi tiết đấy. Rồi, tay cành rồi thì thân. Cái này thì nhìn chung là người Nhật ấy là người ta làm, thứ nhất là người ta thuận theo tự nhiên. Vâng. Cái thứ hai nữa là người ta làm theo, hầu như người ta làm theo tầm mái ngói, gọi là tán mây. Vâng. Xếp hình theo mái ngói tất cả các cái cây của người Nhật. Chứ còn lý do tại sao người ta làm hay là như thế nào thì mình cũng có. Thế nhưng mà mình chỉ biết là người ta xếp, người ta làm theo hình theo tán mây. Chứ người ta không nặng về cái tay cán. Đấy, cái cây này là lọc. Đấy, cây này là có 750 nhánh rồi. Cây này thì nó có cái cây này là thuộc vào cái cây là cây này là cái cây người ta gọi là cây duyên tùng. Kinh khủng, cái đường kinh khủng, đấy đường vân kinh khủng, đường vân kinh khủng, nhỉ? Đây này, còn đây là cái đường này là để nuôi sống toàn bộ cây, và cái đường này, đây có hai chỗ này là để nuôi sống toàn bộ cái thân này, cái tán này, chỉ có hai cái đường này để cung cấp. Cây này thì hiện bây giờ ấy là vào mùa hè của Việt Nam mình, nó đang bị phá tán. Đây đáng nữa là nhưng mà mầm nó sẽ lên. Đâu, đây là của nhà mình nhé. Đây này, nhà mình đây này. Bây giờ ấy là xong này, là mình phải cần, nhà mình phải vặt. Để không cho đến mùa thu bắt đầu nó cụm lại như là cái súp lơ. Vâng. Nhé. Đấy, này. Đấy. Nó phải đấy. Xong đến mùa thu nó này, nó cụm vào như cái súp lơ. Không nhìn thấy cả lá nữa. Vâng. Nó cụp vào như mùa hè này nó nóng, nó không phải thời tiết của nó. Vâng. Ở bên Nhật thì nó lạnh hơn. Vâng. Đấy là mình chưa làm, nếu mình làm là phải như thế này. Mình sẽ làm lại nhưng mà mình chưa làm được. Vâng. Mấy ông đang giao lưu văn hóa là mình không làm được. Chỉ còn chính là mình làm là mình phải thôi. Mình phải chú vào như thế này. Đấy. Mình tay mình làm. Tuyệt đối không được dùng kéo. Vâng. Tuyệt đối không được dùng kéo nó không hết đầu đấy. Đấy cũng là một kỹ thuật, dùng kéo thì nó bị kéo cắt là nó thâm đầu nó không lên đấy. Vâng. Rất vì cái này nó có nốt, cái lá này nó là lá nốt. Vâng. Nên mình nhấc lên cái này nó đứt cái nốt này. Vâng. Thì nó lại cứ từ cái nốt đấy lại lên. Đây này mình làm mà mình rất hết đi mà nó rất đẹp đấy nhá, không phải không đâu nhá. Mình đây này là mình rất đều đi là nó đẹp lắm, rất đều như này nó đẹp lắm. Đấy, khác ở đây để nó mình để khe ra này nó xấu. Những cây trông nó uy nghi. Kiểu như là đấy, con gái để cái chồng mày như thế này là xấu, hiểu không? Mình Anh em tí ở tí một cái. Đấy có cái điểm nhấn. Chúng ta xem từ hướng bên này. Cái công phu của người Nhật đó chính là làm ra những cái thân như này. Cái kỹ thuật tạo lũa rất cao. Vâng, chúng ta xem qua cái hồ cá koi. Cái hồ cá koi này bao bọc lấy cái chỗ phòng khách. Có một chiếc cầu bước vào nhà là một khối đá liền khối. Vâng, không gian rất là đẹp. Tôi sẽ ghi hình video tiếp theo để cho quý vị xem. Và tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.